Tối ngày 25 tháng 1 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã chuyển nghị quyết luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sang Thượng viện, theo đài CNN. Ông Trump bị cáo buộc kích động cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1, ngày các nghị sĩ lưỡng viện họp chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Ngày 26 tháng 1 theo giờ địa phương, các thượng nghị sĩ sẽ tuyên thệ với tư cách bồi thẩm đoàn. Trong khi đó, đội pháp lý của ông Trump và các công tố viên Hạ viện sẽ có 2 tuần để trao đổi tranh luận trước phiên xét xử chính thức. 2 tuần này cho phép đội pháp lý ông Trump có thời gian chuẩn bị cho phiên xét xử, sau khi có thông tin ông Trump chỉ mới thuê có một luật sư vào tuần trước. Chưa có khung thời gian chính xác, tuy nhiên, nhiều công tố viên luận tội nói họ không nghĩ quá trình này sẽ kéo dài tới 21 ngày như đợt Thượng viện luận tội ông Trump lần đầu vào năm 2020. Khả năng quá trình xét xử luận tội sẽ kéo dài trong gần hết tháng 2 và kết luận khả năng sẽ có vào cuối tháng 2. Người giữ vai trò này sẽ là Chủ tịch tạm quyền Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy, chứ không phải là Chánh tòa án tối cao John Roberts như ở phiên luận tội lần đầu. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.